Chưa từng có ở thị trường chứng khoán Việt Nam, và chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm này sẽ đánh dấu một thời kỳ mới, một thời kỳ mà nhà đầu tư có được những cái công cụ tốt hơn rất là nhiều so với giai đoạn trước để thực hiện cái ước mơ về đầu tư tài chính của mình. Và sản phẩm đó có tên là BSC iInvest. Cho tôi xin phép được đưa quý vị quay ngược lại thời gian một chút. Vì chúng ta đang ở một năm rất là đặc biệt, năm sẽ đánh dấu 20 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và BSC cũng đã có 20 năm hình thành và phát triển. Trong 20 năm đấy trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng chúng tôi luôn luôn tự hào rằng chúng tôi mang đến những sản phẩm tốt nhất cho nhà đầu tư của mình. Cách đây 16 năm, chúng tôi là công ty đầu tiên đưa lên hệ thống giao dịch cho các nhà đầu tư. Và nhà đầu tư thời điểm đó ấy vẫn còn chưa quen thuộc với thị trường chứng khoán, thì hệ thống giao dịch ảo của chúng tôi đã giúp rất nhiều nhà đầu tư làm quen với thị trường chứng khoán. 2 năm sau đó, chúng tôi chính là đơn vị tư vấn và đưa lên niêm yết cổ phiếu Vinamilk, và sau đấy là các cổ phiếu rất là quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam như ACV, như Vietnam Airlines. 2017, chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên đưa ra sản phẩm futures đến với nhà đầu tư Việt Nam để giúp các nhà đầu tư trong năm 2018 là năm biến động rất là mạnh mẽ, có được những công cụ để hedging rủi ro. 2018, chúng tôi phát triển một sản phẩm cũng chưa từng có vào thời điểm đó. Chúng tôi đặt tên của nó là iBroker, là trợ lý đầu tư thông minh sẽ giúp cho những nhà đầu tư có thể ra được những quyết định đầu tư trong cái thời điểm quan trọng, có thể tham khảo trợ lý này và hoạt động 24/7 bất kể giờ giấc, lúc nào quý nhà đầu tư hỏi, trợ lý của chúng tôi cũng sẽ trả lời. Và bây giờ năm 2019, chúng tôi sẽ giới thiệu với một quý vị một sản phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đóng góp rất là nhiều cho sự phát triển của cộng đồng nhà đầu tư ở Việt Nam, sẽ đi hướng lại khái niệm mà chúng ta vẫn gọi là đầu tư ở Việt Nam, nhất là trên đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quý vị vừa mới theo dõi thì BSC đã trải qua 20 năm đồng hành cùng quý nhà đầu tư, đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện xảy ra. Và thưa với quý vị, thì chúng tôi luôn luôn thấu hiểu rằng nhà đầu tư luôn luôn có một ước mơ là đầu tư có lợi nhuận. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có đủ thời gian, có đủ nguồn lực để có thể theo đuổi ước mơ này và có thể tìm được phương pháp đầu tư phù hợp với mình. Và trong quá trình đó thì sao? Quý vị xem clip vừa rồi đúng không? Ở thị trường phát triển như thị trường Hoa Kỳ, 20 năm vừa qua, theo thống kê thì nhà đầu tư, tự đầu tư họ chỉ thu được 2% lợi nhuận, tức là chỉ cao hơn lạm phát một chút. Và quay lại thì sao? Thì thị trường tăng trưởng đến 8% một năm. Thế thì cái 6% còn lại nó đi đâu ạ? Nó đi vào những cái phần không hiệu quả, những sai lầm trong quá trình đầu tư. Và những cái sai lầm này thì là không dễ giải quyết. Đúng 300 năm trước, năm 1719, thiên tài của thời đó và vẫn là thiên tài đến bây giờ là Isaac Newton, người mà bị trái táo rơi vào đầu ạ. Đúng không ạ? Quý vị đều nhớ đó. Thì ông ấy có một câu chuyện rất là nổi tiếng là ông ấy đã thua lỗ đến gần 3 triệu bảng Anh
tính theo thời giá bây giờ, tức là khoảng độ tầm 80 tỷ và gần như là phá sản. Và nếu như thiên tài không thể đầu tư được chứng khoán, thế thì điều gì giúp chúng ta nên đầu tư được chứng khoán ạ? Thì thưa quý vị, chúng ta phải tìm hiểu từ căn nguyên là những cái sai lầm trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư. Và ở đây thì có rất là nhiều những cái sai lầm đó, nhưng chúng tôi rút lại có 4 nguyên nhân quan trọng nhất. Mà giải quyết được những nguyên nhân này thì sẽ đẩy cái xác suất thành công của các nhà đầu tư lên cao hơn rất nhiều. Thứ nhất là đầu tư chưa có mục tiêu. Rất nhiều nhà đầu tư nói chuyện với tôi là chỉ có khoản tiền và muốn mua chứng khoán, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì vậy là chưa đủ, chúng ta cần phải có một mục tiêu rõ ràng. Thứ hai là cần phải ý thức rủi ro đến đâu. Bởi như tất cả các hoạt động đầu tư khác thì đầu tư chứng khoán là tiềm ẩn rủi ro. Mỗi khi quý vị mua hay bán một cổ phiếu là đã có rủi ro rồi. Nếu như mà chúng ta không hiểu rõ yếu tố rủi ro của mình thì có thể chúng ta sẽ đánh giá quá cao và sau đó take risk quá nhiều, tức là chấp nhận những rủi ro quá cao và sẽ thua lỗ. Thứ ba là nguồn lực, vì không phải ai cũng có đủ thời gian, không phải ai cũng có đủ công sức để tìm hiểu và đầu tư. Những người đầu tư chuyên nghiệp họ học rất là lâu, 3-4 năm học và sau đấy là trả giá thị trường đến 5-10 năm để có thể trở thành người đầu tư chuyên nghiệp. Thế thì nếu chỉ trong vòng ít phút chúng ta như ở Việt Nam là có tiền đổ vào tài khoản mua cổ phiếu và gọi là nhà đầu tư thì thế là chưa đủ. Và cuối cùng quan trọng nhất, yếu tố này phải rất là lưu ý vì nó mạnh gần như bằng tất cả ba yếu tố kia cộng lại, đó là nguyên nhân liên quan đến tâm lý hành vi, liên quan đến cảm xúc. Thì cảm xúc có thể là một điều rất là tuyệt vời trong quan hệ nhưng mà có thể là một điều rất là tệ trong đầu tư, vì càng nhiều cảm xúc ấy, thì đầu tư càng thất bại. Và làm thế nào để kiểm soát được yếu tố này ạ? Thì thưa quý vị thì là không hề dễ dàng. Bốn yếu tố này, những nhà đầu tư thành công nhất mà chúng ta đều biết đến ấy, họ đều có chung một đặc điểm và họ đều kiểm soát được bốn yếu tố này. Và chúng ta là những người bình thường thì chúng ta không thể nào tự nhiên làm được việc này cả, chúng ta cần phải có công cụ. Và thưa quý vị, là những hệ thống hiện tại đang giao dịch trên thị trường hiện nay ấy, chẳng hạn như là lọc tín hiệu, để phát sinh tín hiệu, rồi robot trading, đa số đều dẫn nhà đầu tư đến việc là sẽ mắc một trong bốn lỗi này. Và kết quả rằng là tôi hay đùa với anh chị em ấy là ba đấm không vào một đạp, tức là chúng ta lãi 3 lần và chúng ta tiền lỗ 1 lần thôi thì có thể là đi vào cái tình trạng rất là khó khăn. Và câu hỏi ở đây đặt ra, vấn đề ở đây ấy, là chúng ta cần phải có một công cụ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với những công cụ trước đây để giải quyết được bốn vấn đề này của từng người một. Và chính vì thế chúng tôi ngày hôm nay sẽ đưa với quý vị sản phẩm BSC iInvest. Đây là công sức của cả một tập thể rất là lớn, những cán bộ triển khai cùng với kinh nghiệm từ phía đối tác của chúng tôi và phát triển trong vòng hơn một năm qua. Và nó sẽ thay đổi cái gì ạ? Thì thưa quý vị, nó sẽ thay đổi rất rất nhiều thứ. Quý vị chắc sẽ hỏi tôi câu đầu tiên là thế thì hệ thống này hoạt động như thế nào? Thì xin thưa quý vị là nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì chúng tôi có thể tóm tắt lại như sau. Hệ thống này hoạt động trên cơ sở là phân tích định lượng kết hợp với phân tích cơ bản và dựa trên 4 nền tảng của đầu tư, bao gồm có đầu tư dài hạn, quản trị danh mục, biên an toàn và tái cân bằng. Thì thưa quý vị, thì 4 nền tảng này là không hề mới, nó đứng sau lưng thành công của rất nhiều nhà đầu tư lớn, Warren Buffett hay là Peter Lynch. Thì những người đó họ đều sử dụng những phương pháp này. Tuy nhiên ấy, thì đối với đa số nhà đầu tư ấy, thì nó rất là xa vời. Tại sao? Bởi vì chúng ta chỉ đọc về nó thôi, chúng ta không có công cụ để thực sự quản trị được vốn vấn đề này. Và chính vì thế ngày hôm nay chúng tôi mới giới thiệu với quý vị BSC iInvest là công cụ kết hợp những yếu tố nền tảng này để tạo nên một sản phẩm mà thân thiện để đa số nhà đầu tư có thể sử dụng được. Và thưa quý vị, cái điểm mới nhất ở đây là nó có hướng tiếp cận mới hoàn toàn so với tất cả những cái hệ thống giao dịch trước đây vốn chỉ chăm chăm vào cái việc là làm cho nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn và với mục nào đấy sẽ mắc lỗ nhiều hơn. Thì tôi mang đến 4 điểm quan trọng nhất, 4 hướng tiếp cận mới. Thứ nhất là đầu tư danh mục, thứ hai là phân bổ tài sản, thứ ba là theo dõi chặt chẽ khoản đầu tư, và thứ tư là đầu tư định kỳ. Đối với đầu tư danh mục thì đâu đó quý vị có thể nghe thấy rằng là quỹ này, quỹ kia, tổ chức này, tổ chức kia, danh mục này, danh mục kia, và quý vị nghĩ rằng là đấy là một đặc quyền rất là lớn. Thì đúng là đến thời điểm trước đây là như vậy. Tại sao? Thì về các nhà đầu tư chuyên nghiệp này có thể đầu tư theo danh mục, họ đã phải xài bỏ rất là nhiều tiền để xây dựng danh mục, họ phải thuê rất là nhiều người giỏi để thiết kế danh mục đấy cho họ và quản trị danh mục cho họ. Ngày hôm nay BSC iInvest sẽ đem cái đặc quyền đấy
trao lại cho những nhà đầu tư bình thường. Quý vị cũng xứng đáng để đầu tư danh mục như các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Và tại sao lại gọi là danh mục? Tại vì thông thường từ trước đến nay đa số mọi người tư duy về cổ phiếu thì rất là đơn giản. Thì ở đây là tôi nhìn thấy rất là nhiều các anh chị là quản lý về lĩnh vực chứng khoán, nhiều các anh chị là nhà đầu tư, thì chắc hẳn mọi người thường sẽ nghe đến câu này ạ. Tôi nói ra trong buổi sẽ thấy quen, tức là lâu lâu có người gọi điện đến và hỏi rằng là không biết lần này có mã nào, có đánh mã nào không cho đánh cùng với, đúng không? Hoặc là không biết lần này là có chơi cổ phiếu nào không cho chơi cùng. Thì mỗi lần nhận được câu hỏi như vậy thì thú thật với quý vị, câu đầu tiên mà bật ra trong đầu tôi là không biết là mình chơi cổ phiếu hay là cổ phiếu nó chơi lại mình đây. Và cái sự kiện này là diễn ra thường xuyên, đúng không? Và thì được càng biến động thì chúng ta lại càng thấy rủi ro như thế nhiều. Nhưng những người hỏi chúng ta đấy, họ không ý thức được việc này. Tại sao? Tại họ chỉ nghĩ đơn giản đấy, đó là một cái kênh mà bỏ tiền đấy vào và bán ra sẽ có lời. Và họ không hề nghĩ đến việc là rủi ro đằng sau đấy là gì. Thế thì tất cả các nhà đầu tư lớn họ đều có danh mục của mình. Họ không chỉ đầu tư một cổ phiếu. Và những danh mục ấy được xây dựng như thế nào sẽ đến những công cụ rất là phức tạp. Và nó sẽ đảm bảo cái gì? Nó sẽ đảm bảo tính đa dạng hóa của các khoản đầu tư. Nó sẽ đảm bảo rằng là biến động của một cổ phiếu ấy không ảnh hưởng đến biến động quá lớn của danh mục. Nó sẽ đảm bảo rằng là gì? Quý nhà đầu tư sẽ không chịu những cái sức ép tra tấn về tâm lý khi thị trường tăng giảm thất thường. Và nó sẽ đảm bảo rằng quý vị có thể đầu tư được dài hạn hơn, bởi vì quý vị đang có trong tay mình rất nhiều cổ phiếu tốt được xây dựng thành một danh mục tốt. Và ở đây BSCI Invest theo dõi tôi sẽ trình bày rất kỹ về phần danh mục. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất ấy là sẽ tái định nghĩa lại hoạt động đầu tư. Thay vì chúng ta mua một cổ phiếu và gọi đó là đầu tư những cổ phiếu đơn lẻ, thì chúng ta sẽ mua một danh mục trong đó có nhiều cổ phiếu đảm bảo được tính rủi ro và phù hợp với từng người một. Yếu tố thay đổi lớn và đột biến thứ hai ấy, chúng tôi gọi đó là phân bổ tài sản. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị theo dõi báo chí thì sẽ thấy rằng là định kỳ chúng ta sẽ nghe đến những câu chẳng hạn như là ETF review hay là quỹ tái cơ cấu lại danh mục. Và chúng ta nghĩ rằng là đấy là một từ rất là cao siêu, những cái công cụ thuộc về những nhà đầu tư lớn. Thì thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay với BSCI Invest, chúng tôi sẽ đưa công cụ đó, đưa quyền đó trả lại cho nhà đầu tư. Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta đều có quyền được đầu tư và đều có quyền được phân bổ tài sản một cách hợp lý. Và ở đây quý vị có thể là quen với việc mua bán những cổ phiếu đơn lẻ. Thì thưa với quý vị, thì trên hệ thống BSCI Invest, cái việc mua bán những cổ phiếu đơn lẻ đó ấy, cũng rất mua bán những cổ phiếu thay danh mục sẽ dễ dàng như quý vị mua một cổ phiếu đơn lẻ. Tại sao? Tại vì hệ thống của chúng tôi ấy, sẽ giúp quý vị cân đo đong đếm hoặc là tính toán lại các lệnh để làm sao ấy, các lệnh của quý vị sẽ khớp với cả tỷ trọng danh mục của quý vị. Đơn giản, chẳng hạn như quý vị muốn đầu tư thêm, thì thay vì phải nghĩ rằng là tôi có 5 cổ phiếu, tôi sẽ mua cổ phiếu này từng ngày, cổ phiếu từng này, từng này, quá mất thời gian đúng không? Và lại có thể là gây đến sai sót về mặt tính toán. Thì hệ thống của chúng tôi giúp quý vị chỉ cần làm một lần lệnh như vậy và quý vị sẽ có hệ thống để phân bổ các lệnh đấy theo đúng tỷ trọng mà quý vị mong muốn. Và thứ hai là qua từ thời gian một, thì do diễn biến giá của việc thay đổi, do chia tách, chia thưởng vân vân, thì cái cơ cấu của danh mục nó không còn giống như cơ cấu danh mục chuẩn trước đây ấy. Thì chúng tôi cung cấp cho quý vị một công cụ rất là mạnh mẽ mà quý vị có thể thấy là các quỹ hiện tại đang sử dụng ấy, là tái cân bằng danh mục. Chúng tôi giúp quý vị chỉ trong 1-2 bước triển khai có thể tái cân bằng lại danh mục như lại tỷ lệ chuẩn ban đầu. Hiện tại thì thưa quý vị là thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 1.200 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Và thưa quý vị là không ai đơn lẻ có thể đủ khả năng để nghiên cứu từng cổ phiếu một, từng doanh nghiệp một, update từng thông tin một để ra quyền đầu tư cả. Chính vì vậy nên là trên cơ sở đứng sau hệ thống này, chúng tôi có hẳn một đội ngũ để giúp quý vị theo dõi các cổ phiếu của mình, giúp quý vị theo dõi các danh mục của mình. Đội ngũ của chúng tôi sẽ theo dõi cả những diễn biến về giá cổ phiếu trên sàn, diễn biến về phân tích kỹ thuật cũng như là cơ bản những thông tin của cổ phiếu, để từ đó đưa ra những cái khuyến nghị kịp thời nhất bất cứ khi nào và có xảy ra những cái vấn đề gì với cổ phiếu mà có thể ảnh hưởng đến danh mục của quý vị. Và một hướng tiếp cận mới thứ tư và cũng rất là đặc biệt, nó rất là phổ biến đối với các thị trường phát triển, đó là việc đầu tư tái đầu tư và đầu tư định kỳ. Thì nó đảm bảo làm sao? Nó đảm bảo rằng là nhà đầu tư sẽ đầu tư được dài hạn, nó sẽ đảm bảo rằng việc nhà đầu tư sẽ không phụ thuộc quá vào một thời điểm giải ngân.
và sẽ hướng đến việc giải ngân lâu dài đều đặn và từ đó thu được lợi nhuận dài hạn từ thị trường và tránh được những cái diễn biến tâm lý khi mà thị trường tăng giảm thất thường. Thì với VCI Invest chúng tôi có thêm một điểm khác biệt nữa so với tất cả các hệ thống khác là chúng tôi giúp nhà tư đầu tư lập được một kế hoạch đầu tư định kỳ. Ghi nhớ kế hoạch đó có thể là hàng tháng, hàng quý, đầu tư sẽ có một cái kế hoạch và chúng tôi sẽ nhắc nhở đầu tư tuân thủ các kế hoạch này để hướng tới việc đầu tư dài hạn thay vì chỉ là ngày hôm nay trading mã nào hay ngày mai mua mã nào vân vân. Thì bốn điểm vừa rồi tôi trao đổi rất là nhanh nhưng là bốn điểm và khác biệt của VCI Invest với tất cả những hệ thống giao dịch trên thị trường hiện nay. Và quý vị sẽ thắc mắc là liệu cái hàm lượng công nghệ đằng sau đó và nó hoạt động như thế nào. Thì thưa quý vị thì quý vị cũng thấy rằng là công nghệ đang phát triển rất là nhanh và trong tất cả lĩnh vực và với lĩnh vực tài chính ấy, là một lĩnh vực tương đối là trì trệ so với cả các lĩnh vực khác, đặc biệt là về thương mại. Thì đến thời điểm hiện tại thì công nghệ về tài chính cũng đang rất là phát triển và xu hướng này sẽ vẫn tiếp diễn trong những năm tiếp theo và BSCI Invest là một sản phẩm như vậy. Chúng tôi mang một sản phẩm từ thị trường tài chính lâu đời nhất thế giới và thị trường Anh trở lại Việt Nam để trao lại tay các nhà đầu tư. Thì cái sản phẩm đấy nó sẽ kết cấu những cái yếu tố phía trên của chúng tôi trên cơ sở đó truyền lại thành những cái sản phẩm để quý vị sử dụng. Và lưu ý quý vị, vừa nãy anh Hữu đây có chia sẻ cái trải nghiệm quý vị càng đơn giản càng dễ chịu bao nhiêu ấy, thì công việc đằng sau đó mà chúng tôi phải làm ấy, càng vất vả bấy nhiêu. Về đầu tư theo danh mục thì sản phẩm cũng đưa đến bốn loại danh mục với nhà đầu tư và bốn loại đó thì như sau. Loại thứ nhất là danh mục đầu tư theo mục tiêu. Chúng tôi sẽ giúp giải quyết vấn đề quan trọng của nhà đầu tư ấy là đầu tư không có định hướng, không rõ là mình đang mong muốn gì. Thì thay vì đấy, hệ thống sẽ giúp quý vị đặt một mục tiêu có thể là ngắn hạn, có thể dài hạn, có thể trung hạn, có thể rất là đơn giản, chẳng hạn như là anh có ước mơ đúng không? Ước mơ có một ngôi nhà trị giá từ này 7 tỷ, 8 tỷ và mong muốn là có thể có đủ tiền để mua ngôi nhà đấy trong vòng 5 năm đến 7 năm và có khoản tiền đầu tư ban đầu khoảng 3 tỷ, 2-3 tỷ. Vậy thì hệ thống tính toán trên cơ sở cái mong ước đấy của quý vị, cái mục tiêu đấy của quý vị và cái khả năng chịu rủi ro của quý vị. Từ đó ấy, thì sẽ gợi ý ra những cái danh mục mà sát nhất với cả hy vọng này của quý vị. Tất nhiên thì ở đây cũng có một số anh chị cũng có hỏi tôi rằng là chẳng hạn như đặt mục tiêu và nó quá xa vời thì sao. Thì thưa với quý vị là thị trường chứng khoán nó không phải là bản năng. Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng rất nhanh. Cái mức độ tăng trưởng trong vòng 20 năm qua trung bình một năm là 14% và đây là mức độ tăng trưởng thuộc loại tốt nhất thế giới. Và chúng ta, cái kỳ vọng của chúng ta loay quanh đâu đấy nó phải tham chiếu theo mức này của thị trường. Nếu như giả sử quý vị hỏi hệ thống rằng là tôi muốn ngày mai vào lúc 7 giờ chiều có 3 tỷ và bây giờ tôi muốn có 1 tỷ để đầu tư, thì hệ thống sẽ vẫn trả lời quý vị, nó sẽ không bao giờ không trả lời ạ. Nhưng nó sẽ trả lời rằng quý vị sẽ đầu tư 1 tỷ đó vào ngay bây giờ và sáng ngày mai đầu tư tiếp 2 tỷ thì đến cuối ngày mai quý vị sẽ có 3 tỷ. Đấy là câu trả lời duy nhất nếu như quý vị bảo muốn trích hệ thống. Thì sản phẩm thứ hai, đây cũng là một cái vấn đề gọi là rất nhức nhối của nhà đầu tư nhưng mà chưa có thể kiểm soát được, đó là rủi ro. Mỗi khi quý vị mua hay bán một cổ phiếu ấy thì nó tiềm ẩn rủi ro rồi, và rủi ro đó ấy, nhiều khi ấy, là nằm ngoài cái mức đánh giá của từng người một. Và chính vì vậy ấy, nhiều nhà đầu tư có xu hướng ấy là chấp nhận một cái mức độ phiêu lưu về rủi ro cao hơn khả năng của mình. Nói một cái đơn giản là rất là nhiều lần tôi nói chuyện với nhà đầu tư nói rằng là cái cổ phiếu này mức độ rủi ro nó phải tầm 20%, nhà đầu tư nói rằng là hoàn toàn chấp nhận 20%, anh có thể chấp nhận rủi ro cao hơn nữa. Nhưng mà đến khi cổ phiếu giảm 2% đến thậm chí là 5% rồi, tôi quay lại đã không thấy đâu rồi. Thì đấy chính là cái việc mà đánh giá quá cao khả năng chịu rủi ro. Thì ở đây hệ thống có khi còn hiểu nhà đầu tư rõ hơn là chính nhà đầu tư hiểu về bản thân mình khi liên quan đến rủi ro. Thì hệ thống sẽ hỏi quý vị những câu hỏi và từ đó nhờ thuật toán chúng tôi sẽ tính toán được cái mức độ chịu rủi ro của quý vị là trung bình hay là cao hay là thấp. Về với mức độ chịu rủi ro khác nhau ấy thì cái danh mục mà quý vị nên quan tâm cũng khác nhau, và trên cơ sở đó thì hệ thống sẽ đưa ra những cái danh mục gợi ý mà tương đối hợp với cả khả năng chịu rủi ro của từng người một và tất nhiên là qua từng thời kỳ. Nhóm danh mục thứ ba chúng tôi gọi đó là danh mục theo chủ đề. Tại sao? Tại vì cái đẹp của chứng khoán ấy là mỗi một ngày nó thay đổi. Điều tuyệt vời nhất của chứng khoán ấy là mỗi một ngày đi làm ấy là quý vị sẽ thấy nó lại khác và quý vị sẽ phải thích nghi.
khác đó ấy, có thể tiềm ẩn rủi ro nhưng mà cũng tiềm ẩn rất nhiều cơ hội. Và có rất nhiều những câu chuyện diễn ra thị trường nhưng chúng ta không đủ thời gian để theo dõi, chúng ta không đủ thời gian để chúng ta có thể làm những công việc của chúng ta, đúng không? Thế thì hệ thống của BSC cho phép chúng tôi thiết lập lên rất nhiều các chủ đề khác nhau về đầu tư. Ở đây có thể ví dụ một cách đơn giản như là chủ đề đầu tư theo nhóm ngành. Chúng ta sẽ có nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành tài chính, nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành sản xuất, nhóm ngành vật liệu, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành bán lẻ. Mỗi một chủ đề này lại có những người ưa thích khác nhau và có những thời điểm khác nhau và các chủ đề này có thể hoạt động rất là tốt. Chúng ta có thể phân loại theo cổ phiếu, chúng ta có thể xây dựng những danh mục theo chủ đề cổ phiếu blue chip, cổ phiếu penny, cổ phiếu mid cap, hay là hay hơn nữa những cái sự kiện rất quan trọng xảy ra là giá điện tăng chẳng hạn như vậy. Thì những cổ phiếu này hưởng lợi, chúng tôi có thể xây dựng những cổ phiếu hưởng lợi từ giá điện. Thì những cái investment team, những danh mục đầu tư theo chủ đề như vậy liên tục được BSC cập nhật lên trên hệ thống, và nó giống như là một buffet, ví dụ với cả mọi người như vậy. Để quý nhà đầu tư, những người mà quan tâm đến những cái danh mục đó, thay vì đầu tư một hai mã có thể chọn cái chủ đề đó để đầu tư. Thì thưa quý vị, là việc đầu tư càng lúc càng trở nên phức tạp hơn vì chúng ta có quá nhiều cổ phiếu. Nhà đầu tư mà có nhiều cổ phiếu nhất, và tôi nghĩ là chưa ai có thể phá được kỷ lục này mà tôi đã từng gặp ấy, có 187 cổ phiếu trong tài khoản. Và nếu quý vị thử tưởng tượng, quý vị có 187 cổ phiếu trong tài khoản, thì riêng quý vị nhớ là chúng ta có cổ phiếu nào ấy, đã rất khó rồi. Thế nếu thị trường biến động và chúng ta cần phải mua bán cổ phiếu nào, chúng ta cũng chỉ vì mỗi ngày giao dịch từng đấy cổ phiếu ấy thì quá tải luôn. Thế thì thay vì như vậy, quý vị ưa thích một chủ đề, chúng tôi tạo cho quý vị hẳn một danh mục chủ đề. Những danh mục đó ấy, chúng tôi đã lựa chọn vài cổ phiếu và đưa vào đó những cổ phiếu tốt nhất trong có đặc tính mà nhà đầu tư mong muốn để đầu tư có thể lựa chọn. Thay vì là suy nghĩ là không biết là nên mua cổ phiếu ngân hàng này hay ngân hàng kia, thì quý vị thích ngân hàng, quý vị có thể mua một danh mục ngân hàng có 7-8 cổ phiếu được đa dạng hóa rủi ro rồi. Và tất nhiên, bao giờ cũng vậy, chúng ta muốn chủ động một chút, thì BSC đưa ra rất nhiều lựa chọn phía trên. Nhưng nếu chuyện gì xảy ra, nếu quý vị nói rằng là quý vị vẫn chưa hài lòng lắm, quý vị muốn xây dựng một danh mục của riêng mình, giống như các quỹ đầu tư, giống như những nhà đầu tư chuyên nghiệp, quý vị có sẵn nguồn lực, quý vị chỉ có thiếu một chút công cụ nữa thôi, thì thưa quý vị, BSC Invest cũng cung cấp cho quý vị một danh mục, một công cụ rất là sức mạnh, có sức mạnh rất là lớn, đó là sẽ tự xây dựng danh mục cho riêng mình. Chúng tôi cung cấp những bộ lọc theo kỹ thuật, lọc theo cơ bản, những thứ mà dần dần là khá quen thuộc với nhà đầu tư, và lọc theo cái định lượng với những nhà đầu tư mà có những cái kiến thức sâu hơn về lĩnh vực này. Và nếu sau khi mà nhà đầu tư đã lọc và lựa chọn được các cổ phiếu, phân bổ các cổ phiếu vào danh mục của mình rồi ấy, thì hệ thống của chúng tôi sẽ giúp quý vị giao dịch danh mục đó dễ dàng như quý vị giao dịch một cổ phiếu đơn lẻ. Và tất nhiên rồi, khi quý vị sau một thời gian thấy rằng là cần phải có sự thay đổi, cần phải tái cân bằng, thì cái công cụ tái cân bằng nó cũng hỗ trợ quý vị có thể tái cân bằng lại chính danh mục của quý vị tự lập ra so với thời điểm ban đầu danh mục chuẩn mà quý vị đang làm. Thưa quý vị, thì quý vị cũng đã biết, thì trong một nền kinh tế truyền thống, ai mạnh hơn người đấy thắng. Đối tác nào có nhiều vốn hơn thì đối tác đấy có nhiều lợi thế. Nhưng trong một nền kinh tế công nghệ phát triển như hiện nay ấy, thì ai sử dụng công nghệ tốt hơn, người đấy chiến thắng. Kể cả khi người đấy nhỏ hơn rất là nhiều so với cả những đối tác khác. Thì thưa quý vị, và đối với cả đầu tư ấy, thì nó lại càng như vậy. Chúng ta có thể đâu đó đọc trên báo chí hoặc nghe đâu đó trên diễn đàn v.v. nói rằng là nhà đầu tư này có nhiều tiền, đầu tư kéo nhiều tiền và rồi thế có lợi thế. Không hẳn là như vậy. Vì đó chỉ khi mà quý vị đang sử dụng những công cụ chế định hiện tại chỉ giúp ích cho quý vị trong cái trường hợp là mua bán cổ phiếu thông thường, và thậm chí là quý vị rối hơn khi mà có những tình huống quan trọng xảy ra với thị trường. Thì đối với cả công nghệ mới của chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ bước sang một trang mới rất mới, nhà đầu tư có cơ hội để sử dụng những công nghệ hiện đại hơn, cơ hội được đầu tư một cách bài bản hơn, lâu dài hơn, và từ đó kiếm được lợi nhuận lâu dài. Cách đây ít lâu, tôi có một cơ hội rất là đặc biệt được nói chuyện với cả một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Và tôi tận dụng cơ hội đấy để, bởi vì chỉ nói rất ít lần, tôi hỏi câu thôi, tôi hỏi là
để anh tự hào nhất về điều gì trong công việc của mình. Và tôi trong đầu nghĩ rằng là ông ấy sẽ nói rằng là tôi tự hào bởi vì quỹ tôi còn to hơn GDP của rất nhiều quốc gia. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng không, ông ấy nói với tôi một câu mà tôi không thể nào quên được. Ông ấy nói rằng là tôi có hơn 1 triệu khách hàng và điều tự hào nhất của tôi ấy là tôi giúp 1 triệu gia đình thu xếp được cuộc sống của mình. Tôi giúp được 1 triệu gia đình đưa con em của mình học ở những trường nổi tiếng. Tôi giúp cho 1 triệu gia đình chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư, chuẩn bị cho những ngôi nhà mà họ mong muốn. Và đấy là cái điều tự hào nhất của người làm đầu tư, không phải là tự hào về thành tích của quỹ. Và tôi rất là ngạc nhiên và tôi nghĩ rằng là đấy mới là chính là điều mà chúng ta cần phải phát triển. Chúng ta mới chỉ có 2% người Việt Nam đầu tư, trong khi hàng xóm của chúng ta ở phía trên có 10% đầu tư, trong khi các Malaysia 18%, Singapore 32% và Mỹ là khoảng tầm 60%. Tất cả mọi người đầu tư chứng khoán, tại sao bây giờ Việt Nam chỉ có 2% người đầu tư mà đang sử dụng những công cụ đang chưa có ích, chưa thực sự là hiệu quả? Và đây sẽ là thời điểm quan trọng vì nó sẽ đem đến một cái trải nghiệm hoàn toàn mới để tất cả những nhà đầu tư bình thường cũng sẽ có quyền được đầu tư như những nhà đầu tư lớn. Và thay vì là chúng ta nhìn những nhà đầu tư lớn kiếm được rất là nhiều lợi nhuận thì chúng ta cũng sẽ có phần ở trong đó và đảm bảo cho cái sự phát triển của gia đình, của tài sản của chúng ta trong tương lai. Một lần nữa, tôi xin phép tập thể BSC và nhóm triển khai được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng và chúng tôi rất là kỳ vọng nhà đầu tư sẽ đón nhận sản phẩm BSCI Invest như một công cụ sẽ giúp thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về đầu tư hiện tại, sẽ giúp chúng ta đầu tư dài hạn hơn, sẽ giúp chúng ta quản trị được rủi ro, sẽ giúp chúng ta phân bổ tài sản tốt hơn, giúp chúng ta đạt được những mục tiêu dài hạn hơn, và trên hết là giúp chúng ta phát triển cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.